Chào cả nhà, hôm nay hai anh em mình tiếp tục vô cu lá bắt cua cả nhà ơi. Nay hai anh em mình đi nước hừng. Chào cả nhà nha. Trong quá trình bắt cua hai anh em mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng anh em mình để trải nghiệm một ngày đi bắt cua nha. Nước cũng đang lớn, nước hừng này là còn hừng non đó nha. Hai anh em dán đi. Giờ hai anh em mình vô khu này nè. Để quần cua. Cua nó vùi nè cả nhà, nó vùi một lỗ như vậy nè. Hừng nha tài. Đó. Vậy mà nó ra. Da nó bò thấy ghê không? Bò hơn vịt nữa. Rồi hai anh em đang quần nè. Cũng đâu mắc dấu chứ. Bò quá thì bò luôn. Rồi đang quần xuống. Còn sợ dấu đi xuống thôi. Nó còn trên đây rồi. Quá trời. Không dần sẽ lụm được con cua này. Con bò đó hả Tư? Rồi quần tới chỗ nằm im chỗ đi. Rồi nó bò. Rồi nó bò. Quá trời nó bò. Bò thấy luôn. Quá trời quá đất. Là nó quậy đây mới tôn nè. Còn bò nữa hả? Người ta không đi đâu á. Mình dọn đi. Đó vừa mới thấy con cua này nó mò á. Dấu á. Chưa thì con bò qua đó luôn hả? Vậy nát rồi. Rồi sắp tới cua rồi đó. Rồi rồi. Quá trời quá đất. Con cua này nó quậy. Nó nâu trời. Nó quậy như là dịch. Ai đi thấy đất hả? Ừ. Sới 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 luôn. Nè nằm nè, nằm nè. Đó. Nè con thấy bò không vậy? Ôi, nó vòng vô lặn. Rồi, nó quằn. Nè, có bò. Rồi đoạn cua đâu? Nằm trên đống trọng ra. Một đống luôn. Rồi bên này. Mình có cả nhà ơi, hôm nay mình cuối cùng cũng bên này. Rồi nó nằm. Nằm đống rồi. Rồi cua. Rồi nằm hay nhét thôi. Rồi. Ôi. Nó biết nó không đi đâu hết kìa. Nó bò mới cái đó mà. Ồ nguyên con luôn. Trời ơi, đóng luôn. Gì bằng nữa. Sáng giờ hai anh em đi không thấy đâu á. Thấy giống mới mới bắt được con cua này nè. Đó. Đây nó bò hôm nay bọc cũ không à. Sướng sướng rồi. Trời ơi đã. Quá ngon lành luôn. Trời ơi ngủ. Ngủ rồi. Ôi. Không dữ đâu. Dữ ghê hồn không? Cái đực này trần bành luôn mà. Được cả ký luôn, 7-8 lạng. Con này hơn 8 lạng rồi bạn. 7 lạng chứ lên. Trời ơi, chọc bá người ơi, bự lắm, vui. Vui lúc luôn ha Tư ha. Còn được cái cái mai để lên trên. Nó mà mới thì mà mới quá trời mới. Nó chạy đâu đâu. Rồi dính. Quá. Mạnh quá mạnh mình bắt nó không được luôn á. Khìa khìa nó ra đây. Nó kẹp cái chai nước rồi. Cái quấu cùng cái que nó quấu cùng mình. Kẹp nó kìa. Là không lợi nó. Khổng lồ cả nhà ơi. Những nước này nó cái 8 lạng. Rất biết luôn. Rồi rồi. Quá đã rồi. Con này đủ vốn. Đủ vốn hai anh em gần từ sáng giờ. Rồi. Vui quá trời vui luôn. Khổng lồ. Trời ơi. Đã. Xí gì đâu. Cua hết bóp luôn. Cứng á. Ngon. Mừng quá trời mừng luôn. Hai anh em đi chỗ nói hỏi tính này kêu nghi mệt đi đi chỗ khác bắt á. Đi tính đi ra ngoài chờ giờ chưa chỗ xe đậu bển. Mình tiếc tiếc á, mình thấy trong bụi lá nó bấm mới mới kêu tí này quằn quằn coi thấy dấu bò mới đường đường lên. Cầm cua đi, cầm cua đi. Lấy dây nối lại.
Ủa chắc cũng khoảng 8 gram. Ủa mạnh dữ lắm. Qua đã. Dán kiếm ngày kiếm được hai con vậy thôi ha. Cô bự hiếm lắm. Nãy nó bò ngang chắc, lắng lại nó bò ngang chắc cũng gần cái gan. Ừ. Bừa thấy ghê. Xong, con cua, trà bá lửa. Quá sướng. Trà. Dội. Lâu rồi mới cầm lại cua này nữa lần cả nhà. Rồi. Anh em nghĩ mà tí. Nghĩ mà chứ. Mà tí đi trời. Mình được ảnh mà. Rồi giờ hai anh em mình mới nghỉ mệt xong. Giờ đi tiếp. Có con cua rồi đó, sung sung rồi đó. Còn cua khoảng 3 lạng nữa. Nói còn cua khoảng 3 lạng bò nữa. Gặp hai cua cả nhà. Đuổi ông ngay luôn. Mấy ông gì? Cua da luôn nè. À. Đâu? Ổng á, chưa thọt móc da. Dạ. Nó mất lòng cũ luôn. Không ngon. Không gốc mà. Biết tính nói là chút cua chạy đây nè. Bắt cua. Ba mấy giây. Rồi xong cái nhà ơi, đi tiếp. Đi lên đây gặp hang cua nè cả nhà ơi. Nó thấy dấu bò không? Nó không thấy số bò đâu á. Nằm dưới đây nữa. Biết sao đây. Như nước. Móc đi coi. Ừ, đó, đúng, giọt. Giọt nhỏ, giọt chứ. Giọt giống á. Thả hả? Ê, đúng cua ơi. Để lên thì chừng như đó nữa. Lên đây. Đó, đây. Ở đâu đó anh già nè. Được cua cả. Đưa lạc em. Còn nữa. Bắt được con kia cái xin. Nói giờ đi. Đi ra đời luôn. Hai anh em gì chết một thấy. Bò quá trời. Ờ. À. Rồi, gặp hang bển đó. Bò quá trời. Đây, xong rồi nè. Rồi mình đi qua bên ảnh luôn. Kế bên luôn. À. Đây. Con cua bò. Cái hang đó. Chính nhất ở bển. Thiệt ơi. Dạ hả? Ờ. Ở cua bò kìa. Mà bò. Cua gì không có con cua. À, cua gì không có con cua. Ừ, bấm bò sao mà. Vậy không có con cua. À, anh em đi. Đã đúng mà. Này đóng rồi, mình bẩn đóng rồi. Bên đây đó. Cái hang nằm trong cuốc của mày rồi. Mà không biết sao vậy. Ủa là mấy anh kia kìa. Mấy anh kia gì kìa. Hả? Mấy anh đó. Ngon nhất đây. Ngồi khách bên đây. Ừ, có ai bắt dợp ở chổng gì. Được nhiều nè. Ừ. Phải không? Đâu. Mất thử chắc cú. Cua mà kiếp gì tiếng kiểu. Cua. Cua. Ừ. Nhẹ gian cái nữa, hốt ảnh này. Ừ, giờ bánh tư. Giờ em được hột. Quên bỏ vô hoài. Cái giấy.
Đây luôn hả? Nó bự ghê. Ôi. Đã không? Con này đã. Mình bỏ chắc nó bể quá. Ừ. Bỏ túi á. Bỏ đây đi chút cài nó mấy à. Chứ sao? Không thả luôn đi. Thả luôn hả? Bỏ đây đi. Bỏ túi chút bể à. Con na giấy cả nhà, làm mới mới chắc tới á. Chưa chắc luôn. Cái bụng bịp bịp. Phải có gì bỏ về cho quậy ăn được. Ừ. Bỏ đây nó bể nát, không ngon. Bỏ đi, thả đi. Thả là đây. Rồi. Anh em mình đi dài trở ra. Bỏ vô đi. Đó. Nằm đó. Anh nằm đã. Bỏ nó lại anh nằm. Còn hai lạng mấy á? Gần ba lạng, ta cứng là ba lạng. Rồi thôi đi. Có anh nào mắc dợp trong vòng trong này. Có anh em đang nghỉ mệt, anh lội mồi mồi mồi. Thì cua rồi. Vô bấm. Mồi nhất ở đây. Mình có nha. Vậy. Cốm, cốm. Cốm. Nhu. Nhu gì á? Nhu. Đang nhu. Thả ghê không? Nhu. 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 Nhu là cốm đó. Ủa, mẹ. Cô nàng hết sảy còn lại. Cô này cho máy. Quá đã. Hết sảy. Đây. Lấy xúc. Đâu, càng nhu rồi cả nhà, đang da càng rồi, bỏ vô đi, tiếp tục dài dài vô ngọn đó, đó. Anh gặp hang cua nữa nè, ồ cua vô bấm luôn ha, bò. Bấm cho bò đã ha, mấy con cua không, mấy quan trọng. Cốp cốp ra nè. Đó. Gì mới đã. Cần chụp hình. Lên. Lên cũng chạy đâu. Chạy xong. Đó. Ừ. Đó. Nhu nữa. Cánh nữa. Cánh nữa à. Không có nhu. Nhu. Nay càng nhu nhiều quá. Xong. Đi, con cua này cứng ghê. Tan 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 tan. Tới nước đập đầy, hai anh em về. Hai anh em mình phát hiện dấu cua nó bò nữa nè. Bò một đường ngọt nữa. Bò quá cho bò. Nhưng mà chưa biết sao. Đang quần. Bò mê à. Thấy thương luôn á. Bắt được ảnh nữa mới thấy thương dữ nữa. Mà không biết có được không. Bò ơi bò quá trời. Có nào nằm trên đây nữa không? Ôi ôi con cua nó quậy. Nó bấy ở đây luôn cả nhà. Như cái nhà của nó à. Mà không biết anh có vô cái hang này không đây à. Ôi ôi. Quá trời quá đất rồi à. Không biết sao đây à, yeah. Bỏ đi quá cho nó xỉ hết. Ừ, hình như rồi. Cái này không có anh rồi ơi. Mình có phiền hang cua cả nhà ơi. Phải hang cua, con cua đó bò không? Cua đó bò nhỏng dưới không à? Ừ. Đó bò lên đây không? Có, nó mâm đường nãy có mâm đường lên.
chiếu đâu dữ vậy. Đây cũng vàng nó nữa. Đúng rồi nè. Chắc không phải cua nó đâu. Ảnh này nó chen. À nhà kia nó chen thôi. Trời ơi, cắn đầu quá trời. Ôi trời. Đúng cái càng là tha tha. Tha ngay cái cháu anh này. Có lý vậy. Thì phá nãy lấy da bụng à. Làm đi ra ngoài. Về xe luôn hả? Hả? Da giúp coi, chuột phá giúp chưa mới giúp. Da thấy giúp rồi. Kẹp dưới đó. Em đang ngủ rồi. Đang ngủ phá phải kẹp rồi. Nước này lớn chậm cũng chậm thôi, nó nhanh đâu. Nước nhiều. Lần này ngọn. Đang lớn lên neo vô đây rồi. Không biết nãy còn con này con bò. Con này kìa. Đó hả? Chen hả? Ừ. Con lý cả nhà ơi. Xe hai anh em đậu ở đây nè. Sáng hai anh em đi băng qua bên túc bên kia bắt rồi. Mới băng về. Tiếng quá. Làm hang đơn giản thôi. Không cầu kỳ gì á. Mấy tên kia là hang là bò là quẩn quẩn hang hang này. Mà gian đấm. Ảnh gì nằm đây. Hử? Ảnh. Ảnh hả? Ừ. Cũng căng bự hả? Ừ. Có lý. Vậy là quá ok rồi. Hàm hai anh em còn bây giờ sắp bắt sạc bang ở dưới chỗ anh bò luôn. Nó dù đống lá không? Nó cua chẳng dù đống lá. Hai anh em còn nguyên khu lá. Đập thành cái là ồ anh chen kìa. Chen. Ui. Quá đã cả nhà ui. Bò binh. Anh chen rồi. Cứng không? Cứng hết bóp luôn. Ngon lành. Nên cuối cùng cũng kêu okay. Nạt đây này về là có thành quả ngon lành rồi. Ok. Quá sướng rồi còn gì nữa. Sáng cũng đâu đi về đây bắt rồi chứ. Hai anh em gần về xong cả nhà ơi. Nghĩ mệt đi rồi mất cẩn thận nha xe. Dạ. Anh em mình nghỉ mệt tiếp. Xong rồi đi. Băng lại cái khu này. Khu mịch này quần tiếp. Hình hên còn một hai con cua nằm trong. Rồi giờ hai anh em mình luồn vòng vô đây. Kiếm thêm nữa. Coi có không? Không có, hai anh em mình băng ra xe. Sau quá trình ảnh vạch giao dáng để kiếm cua. Em thấy hang cua xả nó ngoài trà bá thôi. Ừ. Sao xả nó ngoài coi. Ui. Cua này nằm đây dữ lắm vô. Đây là cái nè. Rồi. Giật cái hang coi. Nằm lúc trong đây nè. Ai biết nữa. Trời ơi. Ê. Hey. Dân con gỡ. Trời ơi cái hang. Cái ai rồi đi ơi. Ôi. Cái hang cua gì mà ngon. Trời ơi nó bò nè. Mày cho nó bò nè. Ôi bò quá trời luôn nè ơi. Trời ơi. Ôi bò gì mà nó da hả? Ừ. Không có thử coi. Nó da mới ghê. Trời ơi cái hang không có phệt hết mà. Trời ơi. Ủa gì trời.
cua ta. Dạ. Vẫn cua. Uống ghê. Cua uống trần gian. Cua bự sao bá. Nó cũng như thế này. Một cái hôn rồi. Hai đống mạ cái bệnh rồi chứ. Đang có mạ đó nó làm. Hai gì mà không có cua uống luôn. Rồi hai anh em mình tiếp tục dành à. Tiếp sau thời gian anh em mình quằn thêm cua nữa mà không có cả nhà ơi, gặp được cái hang cua mà hang cua đó bò quá chứ bò mà sao nước sao mà nó ra hết rồi. Rồi hai anh em quằn tiếp nữa không có con cua, rồi hai anh em mình đi ra tắm giữa về dạ. Đây là thành quả dạ, thành quả của hai anh em mình dạ, tới hang cua đó rồi cái nó ra rồi tự nhiên là mất cảm xúc luôn, tụi cảm xúc luôn á, cảm giác đi hết nổ luôn. Công trình dạch cua dữ lắm, tay trong đó nó mịt tất cả nhà, mịt dữ lắm. Nãy mình cũng có bắt được mấy giọt nữa nè. Quên. Nãy nói chung là hai anh em cũng ngon lành. Mình nào? Nãy tưởng đâu con cá, con cá lóc vẫn bay lòng vòng rồi, ai nhà đâu ra đây làm được thêm dập dữ ta? Em cua nữa. Ờ chứ sao? Mấy con. Quá ngon lành. Con cua. Lâu lâu cái anh em mình làm được Hugo. Ảnh đây, ảnh đây. Còn dột nữa này. Còn ốc len nữa hả? Len. Đây em Hugo. Khổng lồ. Hugo khủng. Cũng được 2, 4, 6 con cua. Rồi con cua nè. Hugo á. Quá đã. Cua này quá đã quá. Phải bắt được con cua ở đây nữa là ngon lành luôn á. Cua đây phải từ 400 gram trở lên đó cả nhà. Rồi. Cua này 7 lạng à? 7-8 lạng ha. Cua này hả? Ừ. 8 lạng à. Ngon lành rồi. Bằng cua không? Quá đã. Không 8 lạng rưỡi phải không? Ừ. Cua này 8 lạng phải. Rồi xong. Một ngày của hai anh em mình cài bừa vất vả để bắt cua đó. Cả nhà cho hai anh em mình tạm dừng video đây nha. Cả nhà xem video thấy yêu mến anh em mình, cả nhà cho anh em mình xin một lượt like và một lượt đăng ký để anh em mình có động lực cho nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo của hai anh em mình. Cả nhà nha.